thì chúng ta chỉ cần buộc cái sợi dây này vô lên cái lưng. Chào anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị và review nhanh cho anh chị xem thêm một mẫu, nó là mẫu con thỏ dùng pin ha. Thì đồ chơi dùng pin mình á, thì nó rất là đa dạng về mẫu mã. Heo dùng pin có nè, khủng long tê giác có, cá mập có anh chị các bạn, cá sấu cũng có ha. Rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Hôm nay thì nó có mẫu một con thỏ, là con thỏ dùng pin. Thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho anh chị các bạn. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy mẫu mã nào đẹp á, thì lấy về bán nha. Còn nếu như ba mẹ cảm thấy đẹp á, thì cắt lấy về cho chúng ta chơi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo bọc này ra, mình sẽ lắp pin vào cho anh chị các bạn thấy được cái sản phẩm này hoạt động như thế nào ha, để mình thuận tiện hơn, khỏi cần phải đến cửa hàng đồ chơi trẻ em ha, để tiết kiệm thời gian cho mình. Thì khi chúng ta tháo bọc ra anh chị và các bạn, thì bên trong là nó cũng có một sợi dây ha. Sợi dây này thì như anh chị và các bạn nào ba mẹ đã mua cho con em chúng ta chơi những đồ chơi dùng pin thì biết rồi ha. Thì chúng ta chỉ cần buộc cái sợi dây này vô lên cái lưng này, thì nó cũng giống như những cái đồ chơi của những đồ chơi dùng pin như con heo chạy pin, hay là con tê giác chạy pin, hay là những đồ chơi dùng pin khác thôi. Đó, chúng ta buộc lên lưng đây. Mục đích là để cho con em chúng ta cầm con dây này, chúng ta dắt đi luôn. Dây này có sự co giãn nha anh chị các bạn, có sự co giãn. Thì khi con em, khi cái sản phẩm nó hoạt động nó đi tới thì con em chúng ta cầm con dây theo đi công viên, đi chợ, đi chơi rất là dễ thương ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp pin vào ha. À, sản phẩm này dùng 3 dân pin nha anh chị và các bạn. 1, 2 và 3 dân pin. Đây, mình sẽ lắp vào luôn nha. Ở đây có pin. Pin này là pin con ó ha. Rồi, chúng ta để lắp lại. Sản phẩm này nó có hai màu nha. Màu hồng và màu trắng anh chị các bạn. Màu hồng và màu trắng. Rồi, bây giờ mình sẽ quay một cuộn cho anh chị các bạn xem nè. Để dễ cập nhật ha. Nè, mẫu mã cũng rất là đẹp nè, anh chị cảm thấy đẹp thì chụp cắt ảnh lại nha. À, mẫu mã rất là đẹp á. Ở đây có hai lỗ tai, hai lỗ tai này chắc có đèn chắc luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở công tắc lên để cho sản phẩm nó hoạt động á. Công tắc nằm sau đuôi nha anh chị và các bạn, công tắc nằm sau đuôi. Cái lỗ tai này hoạt động nhất từng nha anh chị các bạn. Đó là nó nhích được, xa đuôi có đèn. Cái lỗ tai này nó sẽ hoạt động, khi hoạt động lỗ tai nó sẽ nhích lên, nhích xuống được. Xa đuôi này cũng có đèn ha, cái lo thì nằm bên này, anh chị nghe cũng dễ thương ha. Đây. Khi cái lỗ tai này nó hoạt động thì cái chân này nó sẽ đứng ha. Đây anh chị nhìn đây. Thì khi cái chân hoạt động thì cái lỗ tai sẽ đứng lại. Đây. Anh chị để ý ha. Đây. Lỗ tai hoạt động thì cái chân đứng, mà cái chân hoạt động thì cái lỗ tai đứng. Đó, thì xung quanh như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ để cái sản phẩm này đi ha. Nó chạy một xíu thì nó sẽ đứng lại anh chị các bạn. Đó. Gọi là con thỏ ha. Rồi, màu trắng thì nó cũng hoạt động như vậy nha anh chị và các bạn. Màu trắng nó cũng hoạt động như vậy. Ở đây mình không có mở ha. Ở đây mình làm một mẫu một con thôi, và anh chị các bạn cập nhật ha. Cảm thấy đẹp thì lấy về bán. Rồi cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một cái sản phẩm mới ha. Xin cảm ơn rất nhiều.